Vị thứ 26, kỹ sư Trương Thái Huỳnh, sinh năm 1944 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có hỏi: Kính thưa trưởng ban, tôi tu theo đạo Phật từ nhỏ đến lớn, quy y với một vị thầy có tiếng. Nói chung, tất cả những pháp môn tu theo đạo Phật tôi đều có tu qua. Sau cùng, tôi có hỏi các vị thầy dạy chúng tôi: Pháp môn mà thầy dạy cho chúng con có được giác ngộ và giải thoát không? Những vị thầy chúng tôi hỏi, không vị nào trả lời được. Tôi được người bạn tặng cho hai quyển sách viết về thiền tông học mà trưởng ban giảng giải. Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần hai quyển sách ấy, thấy rất hay. Tôi có bốn cái thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải thích cho. Cảm ơn. Thắc mắc 1. Người tu theo đạo Phật, mục đích chính là gì? Thắc mắc 2. Tu theo pháp môn thiền tông có được giác ngộ và giải thoát không? Thắc mắc 3. Thầy của chúng tôi dạy 4 câu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói. 1. Bất lập văn tự. 2. Giáo ngoại biệt truyền. 3. Trực chỉ nhân tâm. 4. Kiến tánh thành Phật. Thầy chúng tôi giảng: 1. Không viết ra thành văn. Vì sao vậy? Vì không ai viết. 2. Truyền ngoài kinh điển. Vì pháp môn này nói đông phải hiểu tây. 3. Người thầy dạy trò. Người trò phải tu tâm. 4. Khi nhận định được tâm tính của mình rồi thì tu mới giải được. Thắc mắc 4. Xin trưởng ban giải thích rõ về tánh Phật và tánh người. Hai thứ khác nhau như thế nào? Xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời. Thắc mắc 1. Kính thưa kỹ sư Trương Thái Huỳnh, mục đích của Đức Phật dạy đạo là ý Ngài muốn giúp cho loài người giác ngộ và giải thoát để trở về quê hương chân thật của mỗi người. Nhưng vì loài người bị các thứ bệnh như sau nên rất ít người hiểu được. 1. Chấp sự hiểu biết của mình là phải. 2. Thích nương danh người khác. 3. Không chịu suy xét rõ ràng. 4. Chỉ chú ý nghe lời người nói hay. Trên đây là 4 căn bản hầu hết những người đi nghe giảng đạo hiện nay không chịu tìm hiểu lời chân thật của Đức Phật dạy. Do đó, người giảng hay người đi nghe không ai biết giác ngộ hay giải thoát là gì. Vì vậy, kỹ sư hỏi giác ngộ giải thoát làm sao họ trả lời được. Thắc mắc 2. Mục đích người tu theo pháp môn thiền tông là giác ngộ và giải thoát, nhưng người đó phải học cho thật hiểu hai phần như sau. 1. Phải hiểu chữ giác ngộ là gì. Khi hiểu thật rõ rồi thì mới tu theo đạo Phật đúng được. Còn không biết giác ngộ là gì, chắc chắn bị người khác lừa mình. Dù có đi nghe ông thầy cũng không hiểu giác ngộ giảng. Có nghe ông ta nói 100 năm, ta cũng là ta thôi. Tức ta vô minh cũng là ta vô minh. 2. Phải hiểu giải thoát là sao. Còn vị nào không biết giải thoát mà đứng ra dạy người khác giải thoát? Đức Phật dạy, người này nếu là tu sĩ gọi là thượng mạng tăng. Người không xuất gia mà phạm lỗi này gọi là ngạo mạn nhân. Hai hạng người này khi hết phước đức sống nơi thế giới này sẽ bị đi ra ngoài lục đạo luân hồi, tức đi vào con đường số 7. Thắc mắc 4. Bốn câu này không phải của Tổ Bồ Đề nói, mà của Đức Phật dạy đệ tử lớn của Ngài là ông Tỳ Kheo U Ba Ly. Sau này Tổ Bồ Đề Đạt Ma lập lại, nhưng người viết lại bị sai nhiều chữ, do đó nghĩa kinh bị sai. Đức Phật có dạy rõ bốn câu này như sau. Vào đời sau, vị nào muốn giải thích bốn câu này cho đại chúng hay người khác biết, thì người đó phải hiểu thật rõ pháp môn thanh tịnh thiền là tu làm sao. Người này ít nhất phải đạt được bí mật thanh tịnh thiền thì mới giảng đứng được. Còn ai ham danh, ham lợi, chưa hiểu pháp môn thanh tịnh thiền là gì mà đứng ra dạy cho nhiều người khác, đó là lừa người để kiếm danh và lợi.
Bốn câu này trong huyền ký Đức Phật có dạy như sau: Bất lập văn tự, vị nào tu theo pháp môn thiền tông, nếu được vị thiện tri thức dạy ba phần như sau, thì mới dạy người khác đúng được. Hiểu rõ pháp môn tu này, cảm nhận được lời của Đức Phật dạy bằng cách khóc hay mừng. Giải mã được tất cả những lời Đức Phật dạy, dù Ngài dạy rõ ràng hay ẩn ý, gọi là đạt được bí mật thiền tông. Được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Ba phần này, kỹ sư nên tìm đọc lời dạy của sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng về chùa Đồng thì sẽ rõ hơn. 2. Giáo ngoại biệt truyền. Pháp môn thiền tông học này, Đức Phật dạy riêng cho tổ Ma Ha Ca Diếp để vị tổ này truyền riêng theo dòng thiền tông thôi. Vì vậy, không viết trong các kinh điển bình thường được, chớ không phải nói đông, phải hiểu tây. Vì sao vị thầy này giảng như vậy? Vì vị thầy này chưa biết pháp môn thiền tông học là gì, nên tưởng tượng ra để giảng và kiếm danh và lợi thôi. 3. Trực chỉ nhân tâm. Câu này người dịch bị sai hai chữ, viết đúng là trực chỉ chân tánh, tức vị thầy phải chỉ thẳng được tánh chân thật của người trò, thì vị thầy đó mới đúng là một vị thiện tri thức. 4. Kiến tánh thành Phật. Thầy kỹ sư dạy kiến tánh là nhận định. Tại sao thầy kỹ sư dạy như vậy? Vì thầy của kỹ sư chưa biết tánh người là gì, thì làm sao biết tánh Phật được? Vì không biết mà giảng cho người khác nghe, bắt buộc phải tưởng tượng ra để giảng, để kiếm danh và lợi nên phải giảng như vậy. Đức Phật dạy, ai mà giảng như trên, giống như nói mình nấu cát để thành cơm vậy. Trưởng ban nói, những vị được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, họ biết rất rõ. Kỹ sư nên tìm hỏi những vị này, mà chúng tôi có nêu tên tuổi và địa chỉ của những vị này trong các sách do tác giả Nguyễn Nhân xin xuất bản. Kỹ sư Trương Thái Huỳnh lại hỏi, trưởng ban trả lời như vậy, chúng tôi hiểu. Ai tu theo đạo Phật cốt yếu là để giác ngộ và giải thoát. Cớ sao chúng tôi hỏi, không vị nào dám quả quyết như trưởng ban trả lời cho chúng tôi. Trưởng ban nói, Đức Phật dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu. Pháp môn 1, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, biến vật nhỏ ra lớn. Pháp môn thứ 2, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, nói chuyện mênh mông nơi thế giới này. Pháp môn thứ 3, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, tìm kiếm những bí ẩn trong vật chất. Pháp môn thứ 4, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, mơ mộng những cảnh đẹp ở cõi có hình sắc. Pháp môn thứ 5, Ngài sử dụng tâm tưởng tượng của vật lý, khiến cho vật chất để trước mặt di chuyển. 5 pháp môn nói trên, người tu theo đạo Phật rất thích, vì các pháp môn này đánh trúng lòng tham của tất cả mọi người. Do đó, người đứng ra dạy được nhiều người kính nể và được nhiều người đến nghe cúng tiền. Người đến nghe về nhà khoe với bạn bè hay người thân trong nhà là mình đã hiểu đạo Phật rất cao. Còn người đứng ra nói thì được 2 thứ danh và lợi. Người đến nghe thì được danh là mình đã được tiếp xúc với người tài và giỏi. Rốt cuộc, người nói và người nghe đều bị dính vào danh và lợi cả, nên không biết gì là giải thoát. Pháp môn thứ 6, Đức Phật không sử dụng tâm vật lý mà Ngài sử dụng tánh Phật của chính mình để dạy người tu theo pháp môn thiền tông học này, phải hiểu căn bản như sau thì mới đúng lời của Đức Phật dạy được. Trưởng ban đưa ra ví dụ về pháp môn thiền tông học này như sau. Như ở trong khu vườn rộng lớn, ở giữa khu vườn có ngôi nhà lớn, chung quanh nhà là sân, chung quanh sân bao bọc bởi hàng rào. Hàng rào có 6 cửa vào sân, vào được trong nhà duy nhất chỉ có 1 cửa. Trong 5 cửa vào sân nhà gồm: cửa thứ nhất, nhìn thấy những cảnh đẹp và lao xao.
Cửa thứ hai, nhìn thấy vô số văn thơ tuyệt hay. Cửa thứ ba, nhìn thấy công dụng kỳ lạ của các cảnh vật trong sân. Cửa thứ tư, nhìn thấy cây cảnh trong sân tuyệt đẹp, còn động vật vô cùng tuyệt quý. Cửa thứ năm, nhìn thấy công dụng kỳ lạ của vạn vật trong sân. Cửa thứ sáu, không thấy gì hết, mà chỉ thấy có một khoảng không mênh mông vô tận. Trước khoảng không mênh mông vô tận đó, dường như có một màn trong suốt như pha lê. Bên kia màn trong suốt đó là vùng mênh mông trong sáng, có rất nhiều hình tướng không đồng đều nhau. Hình tướng thật lớn có màu vàng ánh đậm, hình tướng vừa có màu vàng ánh nhạt hơn, hình tướng nhỏ có màu vàng ánh rất nhạt. Trưởng ban nói, các phần nói trên trong huyền ký Đức Phật có dạy như sau. Ai vào được cửa từ số 1 đến cửa số 5 là cửa còn trong sức hút của vật lý âm dương, nên còn bị đi trong lục đạo luân hồi. Vị nào vào được cửa thứ 6 là cửa trực diện vào cửa chính của nhà. Nếu bước thẳng vào thì được vào hẳn bên trong nhà. Trong kinh Đức Phật gọi là vào được cửa bí mật thiền tông. Nếu ai vào được trong nhà mà có duyên thật lớn sẽ được rơi bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Kỹ sư Trương Thái Hòa ngắt lời trưởng ban hỏi, bể tánh thanh tịnh Phật tánh là gì? Trưởng ban trả lời tiếp, trong huyền ký Đức Phật có dạy, đây là thế giới mười phương, từ vô lượng kiếp đến nay, những vị thành Phật đều vào đây cư trú, không thể đếm hết được, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi chung là mười phương chư Phật ở. Trưởng ban lại nói, những vị Phật ở trong cõi mười phương này có rất nhiều hình bóng lớn nhỏ khác nhau. Vì sao vậy? Vì quý ngài khi còn ở trong loài người, mỗi vị tạo công đức có khác nhau, nên pháp thân của mỗi vị cũng phải khác nhau. Kỹ sư Trương Thái Huỳnh nghe trưởng ban giải đến đây, bỗng ông nghẹn ngào khóc và nói, suốt đời chúng tôi đi tìm học đạo giác ngộ và giải thoát, không đâu chỉ rõ như ở đây. Không ngờ ở miền quê xa xôi hẻo lánh này mà có những lời vàng ý ngọc của Như Lai dạy nơi thế giới này. Vị thứ 27, thầy TNQ là đệ tử của một vị thầy có tên tuổi, ba vị thầy nữa và hai Phật tử cùng đi xe 7 chỗ đứng lên hỏi trưởng ban mấy câu rất thú vị như sau. Chùa thầy để bản tu thiền tông, vậy tu thiền tông là tu làm sao? Trưởng ban trả lời, tu thiền tông là tu thiền tông đó. Thầy TNQ gằn giọng nói, trả lời trớt quớt mà cũng bày đặt trương bản tu thiền tông. Trưởng ban lễ phép hỏi thầy TNQ, vậy thầy tu theo đạo Phật là tu làm sao cho ra khỏi sanh tử luân hồi? Thầy TNQ tằng hắn giọng lên nói, tu Phật là tu tâm, tu tánh và tu thân. Trưởng ban cũng lễ phép hỏi thầy TNQ 4 câu như sau. 1. Vậy thầy có biết cấu tạo của một vị Phật? 2. Cấu tạo thân của một con người? 3. Cấu tạo tâm của một con người? 4. Cấu tạo tánh của một con người? Thầy TNQ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mà không đáp, nên trưởng ban cũng lễ phép nói với thầy TNQ. Thầy ngồi đó mà suy nghĩ, khi suy nghĩ được để trả lời cho chúng tôi là cái suy nghĩ của phàm phu, đem cái suy nghĩ đó đưa vô quan tài mà chôn đi. Thầy TNQ bị trưởng ban hỏi bí nên xuống giọng nói với trưởng ban. Chúng tôi đến đây đem cái dạy của thầy chúng tôi định bứng trưởng ban ra khỏi chánh điện thiền tông này. Không ngờ có 4 câu hỏi bình thường của trưởng ban mà chúng tôi không trả lời được, thật là hổ thẹn. Nghe thầy TNQ có lời hối lỗi nên trưởng ban nói một loạt 4 cái mà thầy TNQ đòi đem ra tu như sau. Thầy bảo thầy của thầy dạy tu Phật,
Vậy Đức Phật bị hư chỗ nào mà đem ra tu, đem ra sửa? Thân của Thầy bị hư chỗ nào mà đem ra tu, đem ra sửa? Tâm của Thầy cấu tạo bằng gì, hình thể ra sao mà Thầy đòi đem ra tu, đòi sửa? Tánh của Thầy cấu tạo bằng gì và hình tướng ra sao mà Thầy đòi đem ra tu và sửa? Trưởng ban nói và hỏi Thầy Tiên Quy một loạt bốn câu tu Phật, tu thân, tu tâm và tu tánh. Thầy Tiên Quy thốt lên: Chao ôi, từ trước đến nay tôi như người mù mà lại đi dạy cho người khác tu, còn đến đây lên giọng Thầy đời hỏi khó trưởng ban nữa. Một loạt câu nói của trưởng ban, tôi giống như người nhắm mắt mà chạy thật nhanh vậy. Khi đụng vật cản, bị lỗ đầu chảy máu mới chịu mở mắt ra. Chúng tôi xin thật tình hối lỗi với trưởng ban. Thầy Tiên Quy nói mà muốn khóc. Vị thứ 28, ông Lê Long Thành, sinh năm 1951 tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi và nói như sau: Tôi theo thầy tôi tu học trên 10 năm, phụ giúp thầy tôi cất chùa to, Phật lớn. Tình cờ tôi được người bạn tặng mấy quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân viết do thầy giảng giải. Tôi mới hiểu, trong 6 pháp môn tu của Đức Phật dạy, chỉ có tu theo pháp môn thiền tông học mới giác ngộ và giải thoát được. Vậy xin hỏi trưởng ban hai ý như sau. 1. Trong các kinh Đức Phật dạy, tuy có nhiều đoạn Như Lai dạy ẩn ý và cũng có vài đoạn Như Lai dạy rất rõ ràng, tại sao những vị tu hiện nay lại không ai biết giác ngộ và giải thoát là gì? Như vậy, họ tu theo đạo Phật là để tìm cái chi? 2. Khi đọc sách do Thầy giảng giải, tôi đã lãnh hội được lời của Đức Phật dạy, nên có trình thưa hỏi Thầy của chúng tôi như sau. Kính thưa Thầy, chúng con muốn tu để được giác ngộ và giải thoát, phải tu theo kinh nào của Đức Phật dạy? Thầy chúng tôi trả lời, các con phải tu theo kinh Pháp Hoa hoặc Kim Cang. Chúng tôi hỏi thêm, kính thưa Thầy, vậy tu theo kinh Pháp Hoa là tu làm sao? Thầy chúng tôi dạy là phải trì kinh Pháp Hoa đến khi nào nhìn thấy Đức Phật Thích Ca hiện ra trong tâm mình là thành công. Nghe Thầy chúng tôi giải thích như vậy là không đúng với lời Đức Phật dạy, pháp môn tu giải thoát mà trưởng ban đã giảng giải trong sách do tác giả Nguyễn Nhân viết ra. Vậy, để giúp chúng tôi được rõ việc cất chùa làm sao đúng lời Đức Phật dạy. Trưởng ban trả lời, phần này nếu nói đúng thì Phật lòng nhiều người, nhưng vì để đạo của Như Lai dạy nơi thế giới này được những nhà trí thức hay những nhà khoa học, họ có cái nhìn không khinh chê, nên chúng tôi trình nguyên văn đoạn này mà Tổ Bá Trượng ở nước Trung Hoa đã dạy các môn đồ của Ngài những vị tu theo đạo Phật bị 12 phần như sau. 1. Người tu theo đạo Phật, khi nhiều người nói cất chùa cho có phước, bỏ ra số tiền lớn để xây chùa, mục đích các vị này là muốn đời này và nhiều đời về sau được mãi mãi giàu sang là rất đúng với nhân quả. 2. Người tu theo đạo Phật, nghe nhiều vị thầy dạy bỏ tiền ra để xây chùa kiếp sau sẽ được sanh lên cõi trời để hưởng phước sung sướng là rất đúng với nhân quả. 3. Người tu theo đạo Phật, núp bóng Phật để không phải đi lao động mệt nhọc mà cũng có người đưa tiền cho xài là rất đúng với nhân quả. 4. Người tu theo đạo Phật, nhờ hình tượng của Đức Phật để làm bình phong, bày ra nhiều thứ cúng để người không biết đến nhờ họ, họ được hưởng phần tiền và vật chất là rất đúng với nhân quả. 5. Người tu theo đạo Phật, học thuộc vài bài kinh tụng, nhờ những bài kinh này mà an nhàn sống trong chùa là rất đúng với nhân quả. 6. Người tu theo đạo Phật, biết coi xăm, đoán quẻ, coi ngày giờ để kiếm tiền của những người mê tín dị đoan là rất đúng với nhân quả.
7. Người tu theo đạo Phật học biết pháp môn tu quán tưởng cầu mong nên dạy cho nhiều người cùng biết để thành tựu trong luân hồi là rất đúng với nhân quả. 8. Người tu theo đạo Phật học biết pháp môn lý luận nên dạy cho nhiều người cùng biết là rất đúng với nhân quả. 9. Người tu theo đạo Phật học biết pháp môn ngồi thiền, nghi, tìm hay kiếm dạy cho nhiều người cùng biết là đúng với nhân quả. 10. Người tu theo đạo Phật học biết pháp môn niệm Phật dạy cho nhiều người cùng biết là đúng với nhân quả. 11. Người tu theo đạo Phật học biết pháp môn niệm chú dạy cho nhiều người cùng biết là đúng với nhân quả. 12. Người tu theo đạo Phật biết pháp môn tu giác ngộ giải thoát dạy cho nhiều người cùng biết là đúng với mục đích của Đức Phật dạy nơi thế giới này. Trên đây là 12 căn bản của người tu hiện nay. Ông Lê Long Thành hỏi trưởng ban: như vậy chúng tôi làm sao biết chùa nào tu theo pháp môn nào? Trưởng ban trả lời: Đức Phật dạy có ghi trong huyền ký, tất cả những chùa khi lập ra, vị quản trị chùa đó phải ghi rõ ràng pháp môn của chùa mình tu, ghi nơi bảng hiệu của chùa, tuyệt đối không được để trống hoặc không ghi pháp môn mình tu. Nếu các ông không ghi pháp môn mình tu, đồng nghĩa các ông lập lờ để đi lừa người. Ông Lê Long Thành hỏi tiếp: tu theo thiền tông đạo Phật, tại sao thanh tịnh mà được giải thoát? Trưởng ban trả lời: tuy ông hỏi ngắn như vậy, nhưng khó trả lời vô cùng. Phần này chúng tôi phải nêu 4 phần theo khoa học thì ông mới hiểu. 1. Thân xác con người cấu tạo bởi đất, nước, gió, khí, lửa, nhiệt độ. 2. Tinh thần cấu tạo bởi ý là chủ, ý thấy, nghe, nói và biết. 3. Hai phần trên không động được. Sở dĩ con người động được là nhờ điện từ quang tự nhiên trong vũ trụ trùm khắp này. Vì vậy, khi ý thấy, nghe hay nói được trùm khắp là nhờ điện từ quang này. Hiện giờ chúng ta đang sống với tổng nghiệp trong vật lý. Tổng nghiệp này là do suy nghĩ và hành động của mỗi người chúng ta. Những thứ này là nhân quả do điện từ âm dương cuốn hút. Ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, ý của chúng ta lúc nào cũng thấy, nghe và biết, không bị lực cản của vật lý nên các thứ này là trùm khắp. Ở trong tam giới, do lực cản của vật lý nên thấy, nghe, nói và biết phải hạn hẹp trong mỗi con người. 4. Khi chúng ta biết 3 phần trên rồi thì tu theo thiền thanh tịnh, tức thiền tông mới đúng được. Khi tâm vật lý thanh tịnh, không dụng công thì những suy nghĩ trong tâm vật lý không khởi lên, tức không nhô ra những suy nghĩ. Vì vậy, những làn sóng điện từ âm dương đang quét qua cơ thể và tâm của ông, nó không có gì để kéo đi theo dòng luân hồi. Vì theo nguyên lý này, Đức Phật dạy người tu thanh tịnh thiền phải để tâm tự nhiên thanh tịnh là vậy. Người tu thanh tịnh thiền tập cho tâm vật lý thanh tịnh thì mới bước đầu vào đường giải thoát. Còn thật sự được giải thoát thì phải biết tạo công đức. Tạo ra công đức như thế nào? Đức Phật dạy: 1. Giúp cho nhiều người hiểu được pháp môn thanh tịnh thiền. 2. Giúp cho nhiều người đạt được bí mật thiền tông hay được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Người nào thực hiện được phần thứ hai này là tạo ra công đức. Số công đức này được lưu giữ trong vỏ bọc của Phật tánh. Khi được nhiều, cái vỏ bọc của tánh người tự động mở ra thì vỏ bọc Phật tánh tự nhiên được tự tại, tức muốn ở trong tánh người hay thoát ra ngoài để trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh cũng được. Đây là chỗ tuyệt mật của Đức Phật dạy, nên các tổ gọi là không thể nghĩ bàn là ở chỗ này. Ông Lê Long Thành lại hỏi tiếp: kính thưa trưởng ban,
Tôi có nghe vị thầy có tiếng giảng về lời của sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử dạy tu thiền như sau. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Không biết lời giảng của vị thầy ấy có đúng với ý của sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử dạy không? Trưởng ban trả lời, vị thầy nào giảng sơ tổ dạy như nói trên là vị thầy ấy không biết pháp môn thiền tông học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Vì sao vậy? Vì vị nào đứng ra dịch kinh hay sách dạy về pháp môn thiền tông học này, vị ấy phải ở một trong ba tầng bậc như dưới đây thì mới giảng hay dịch kinh hay sách mới đúng được. Một, phải giác ngộ yếu chỉ thiền tông, tức hiểu khái niệm của pháp môn tu này. 2. Đạt được bí mật thiền tông, tức giải mã được tất cả các pháp môn tu thiền của Đức Phật dạy, dù ẩn ý hay không ẩn ý, kể cả các pháp môn tu của những đạo khác. 3. Được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tức được về đến quê xưa của mình. Còn vị nào giảng như nói trên, vị ấy nghe người khác nói gì thì lặp lại như vậy mà thôi. Câu này, sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử dạy như sau. Thiền tông thanh tịnh mà tùy viên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tâm không khởi vọng chớ tu thiền. Bốn câu trên chỉ có 28 chữ mà vị thầy ấy đã dạy sai đến 10 chữ. Vì sao vậy? Vì có hai lý do như sau. Một, nếu vị thầy ấy nói chữ thiền tông hay nói chữ thanh tịnh, rủi người nghe họ hỏi tu thiền tông là tu làm sao hay tu thanh tịnh là tu như thế nào, thì vị thầy ấy làm sao biết mà trả lời cho người hỏi được. Do vậy, vị thầy ấy đành phải tưởng tượng theo sự hiểu biết của mình mà giảng dạy cho người khác nghe là vậy. Hai, nếu vị thầy ấy biết cũng không dám giảng dạy pháp môn thiền tông này. Vì sao? Chúng tôi chỉ nói hai câu như dưới đây, tự nhiên quý vị hiểu liền. Thiền tông là nhất tự thiền, buông, dừng, thôi, dứt, hết liền tử sanh. Tức tu thiền tông chỉ tu có một chữ. Một chữ ấy là gì? Là buông hoặc dừng hay thôi. Nếu vị nào dám tu thiền tông thì phải lìa bỏ tất cả danh, lợi, địa vị và nhiều thứ khác. Nhưng hầu hết những vị tu hiện nay đều dính cứng vào các thứ trên thì làm sao dám tu thiền tông. Còn về phần tu thanh tịnh quá ư là cao sâu, có ai biết mà tu. Tuy nhiên hiện nay có nhiều thầy nói mình dạy tu thiền tông. Những vị thầy nói vậy để dụ nhiều người đến nghe để cúng tiền cho họ. Chúng tôi đã chứng kiến việc này rõ ràng như sau. Ở Đồng Nai, có vị thầy nói mình đang dạy pháp môn tu thiền tông. Nhưng bất cứ ai đến hỏi pháp môn tu này, đầu tiên là phải bỏ tiền vào bao thơ thì vị thầy này mới tiếp. Nghe đến đây, ông Lê Long Thành trình với trưởng ban về sự hiểu của mình như sau. Nhờ trưởng ban giải bày rành mạch nên tôi thấu hiểu tu thanh tịnh thiền để không bị trầm luân. Trưởng ban hỏi ông Lê Long Thành, đâu, ông trình bày chỗ nhận ra như thế nào? Nếu đúng, chúng tôi sẽ cấp cho ông giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Ông Lê Long Thành trình bày chỗ nhận ra pháp môn tu thanh tịnh thiền như sau. Nếu tôi khởi niệm, tức cái suy nghĩ của tôi, nó bị vòng quay cuồng của điện từ âm dương đang bảo quản thân tứ đại của tôi. Làn sóng điện từ này vướng vào cái suy nghĩ của tôi, nó kéo cái suy nghĩ của tôi đi, nên cái suy nghĩ của tôi phải chạy đến chỗ mình suy nghĩ, tức bị luân hồi. Còn tôi thanh tịnh, tức không khởi niệm, làn sóng điện từ âm dương cũng vẫn quay cuồng, nhưng không có gì để nó kéo đi. Nhờ vậy mà tôi không bị luân hồi. Nếu tôi tập được thuần thục như vậy, tự nhiên tôi không bị đi trong luân hồi,
nói theo trong nhân gian, gọi là giải thoát. Trưởng ban xác nhận, ông đã hiểu và biết như vậy. Ông được cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Cố gắng đạt cao hơn, sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt được bí mật thiền tông. Và được truyền thiền tông, khi ông được truyền bí mật thiền tông rồi, được cấp những lời dạy tuyệt cao mà Như Lai truyền cho các vị tổ sư thiền. Ông Lê Long Thành hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Liền đó, ông được cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Ông Lê Long Thành lại hỏi trưởng ban thêm hai câu nữa. Một, hiện nay chúng tôi không thấy có chùa nào ghi đúng như lời của Đức Phật dạy. Vậy làm sao chúng tôi biết chùa nào tu theo pháp môn nào? Câu 2, tôi có nghe thầy giảng nghiệp là do thói quen, có đúng như vậy không? Trưởng ban trả lời. Câu 1, phần này ông nên hỏi trực tiếp vị quản trị chùa mà ông đến hoặc vị viện chủ chùa nào đó, chứ chúng tôi không dám góp ý câu này. Câu 2, vị thầy nào giảng nghiệp là do thói quen là không phải. Nghiệp là tổng thể cuộc đời của một con người, còn thói quen của một con người gọi là nghề nghiệp thôi. Còn người nào nghiện rượu hay thuốc gọi là biệt nghiệp. Còn nghiệp của một con người có hai phần căn bản như sau: một, suy nghĩ của mình; hai, hành động của mình. Vì vậy Đức Phật có dạy: một, suy nghĩ của mình hiện tại là do tổng nghiệp của các đời trước của mình tích tụ lại, nên hôm nay mới suy nghĩ như vậy. Hai, hành động của mình hiện tại là do tổng nghiệp của các đời trước của mình tích tụ lại, nên hôm nay mới hành động như vậy. Ông Lê Long Thành lại hỏi thêm, xin trưởng ban giải thích cho chúng tôi biết chùa và thiền viện là một hay khác nhau. Trưởng ban trả lời, Đức Phật dạy rõ nơi huyền ký như sau. Một, danh từ chùa là bao hàm và rộng khắp, nên dung nạp được 6 pháp môn tu mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Hai, thiền viện là nơi chỉ dành cho người tu theo đạo Phật mà có dụng công, tức dùng tâm vật lý của mình để chuyển biến vật chất hay sự tưởng tượng của người tu có kết quả theo chiều vật lý. Nói rõ ra là không giác ngộ và giải thoát được. Ông Lê Long Thành hỏi thêm. Câu 1, xin trưởng ban nói cho chúng tôi biết về hình thể trong tam giới. Câu 2, trong càn khôn vũ trụ có rất nhiều lỗ đen sanh ra hành tinh. Vậy có hành tinh nào sanh ra loài người và vạn vật không? Câu 3, điều hành nhân quả của loài người nói riêng, còn nói chung là muôn loài, do ai điều khiển? Trưởng ban trả lời. Câu 1, Đức Phật dạy, trong càn khôn vũ trụ này quá ư là rộng lớn, không biên giới. Như Lai có dạy rõ như sau. 1, trong tam giới có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới cấu tạo bằng tứ đại. Trong tứ đại của loài nào thì do tánh của loài đó điều khiển. Còn tồn tại của các loài là do điện từ âm dương chịu trách nhiệm kết dính và đẩy ra. Điện từ âm dương là loại điện từ di chuyển liên tục, nên nó phải theo chiều thành, trụ, hoại, diệt. Do đó, tứ đại của muôn loài cũng phải đi theo chiều này. Sắc giới không có tứ đại, mà chỉ cấu tạo bằng cái dụng của điện từ âm dương. Hình tướng, phong cảnh hay động vật ở cõi sắc giới này cũng do tánh và nghiệp của loài ở đó điều khiển, cũng đi theo quy luật luân hồi. Vô sắc giới cũng không có tứ đại, mà hình tướng ở cõi này cấu tạo bằng điện từ âm dương thanh tịnh. Điều khiển hình tướng ở cõi trời thanh tịnh này do tánh và nghiệp của loài trời này điều khiển, cũng theo quy luật luân hồi. Câu 2, những lỗ đen trong vũ trụ là do ban bệ của trời tứ thiên vương điều hành để sanh ra hành tinh vật lý. Trong càn khôn vũ trụ không có lỗ đen sanh ra loài người, mà loài người hay động vật nơi thế giới này sanh ra bởi lỗ đen của loài đó.
Lỗ đen của các loài ở thế giới này gọi là âm đạo, tức đường tối đen. Câu 2. Đức Phật dạy, điều hành nhân quả của loài người hay của muôn loài là do ban điều hành nhân quả điều hành như sau. Ban này có nhiệm vụ sắp xếp từng vụ một. Khi có một người nào lìa bỏ sát thân tứ đại, chỉ còn là trung ấm thân. Chính cái trung ấm thân này, nó mang khối nghiệp thiện hay ác hiện rõ ra. Khi người nào đó hay động vật nào đó lìa bỏ sát thân, thì trung ấm thân của loài đó tự hiện ra một khối hình thể. Khối hình thể này là do điện từ âm dương bao phủ lại, thành ra có một tần số chia ra 6 cõi. Cõi 1, thanh tịnh, thanh cao, hợp với 33 cõi trời. Cõi 2, nóng giận, hợp với các cõi Atula. Cõi 3, hơn thua, phải trái, buồn thương, giận ghét, vân vân, hợp với các loài người. Cõi 4, ham ăn, mê ngủ, hợp với các loài súc sanh. Cõi 5, tham lam, quậy phá, hợp với các loài ngạ quỷ. Cõi 6, tối tâm không biết gì, hợp với các loài ở địa ngục. Vừa bỏ sát thân, trung ấm thân này hợp với cõi nào liền được hút vào cõi đó, cũng được gọi là rơi vào cõi đó. Vào cõi đó rồi, tức khắc những vị có bổn phận điều hành nhân quả làm việc bằng cách phân chia trung ấm thân này vào cõi nào thích hợp mà nhân quả của họ đã tạo ra từ đời trước và vô lượng kiếp trước. Trưởng ban ví dụ ở thế giới này như sau. Như người ở nước nào đó được định cư ở nước tiếp theo, trước tiên được đưa đến nước tiếp nhận. Người trong ban tiếp nhận người nhập cư có bổn phận lo chỗ ở và việc làm. Còn việc người này giàu hay nghèo là do họ. Vì sao do họ? Vì họ muốn giàu thì tích lũy, muốn nghèo thì tiêu xài nhiều, vân vân. Chứ những người trong ban tiếp nhận không can thiệp vào việc này được. Ông Lê Long Thành lại hỏi, những vị tu hành cao nơi thế giới này có bị những người điều hành nhân quả can thiệp vào không? Trưởng ban trả lời, nhân quả tự nhiên trong vũ trụ này không có ngoại lệ cho bất cứ ai cả. Bởi vậy, người Việt Nam chúng ta có câu, dương gian âm phủ đồng nhất lý. Nhất lý ở chỗ nào? Ở chỗ khi bị phạm pháp, người có chức quyền hay người dân bình thường, ai cũng phải chịu chung khung hình phạt như nhau cả. Trưởng ban nói tiếp, người tu cao mà không biết giác ngộ hay giải thoát là gì, mà đi nói cho người khác nghe, mục đích là dụ người để kiếm tiền. Đức Phật dạy, người này bị nhân quả rất nặng, còn nặng nề hơn, không biết làm gì có phước đức hay làm gì có công đức, mà cứ bảo làm gì cũng có công đức. Đây chính là cái họa của nhiều người dạy người khác vậy. Chính chỗ này mà vua Lương Võ Đế bị Tổ Bồ Đề Đạt Ma chê việc làm của nhà vua rất nhiều mà không có công đức chút nào. Trưởng ban nói thêm, người tu theo đạo Phật mà muốn kiếm cái ăn và cái mặc thì tu sao cũng được, đồng nghĩa không sợ luân hồi. Còn người tu theo đạo Phật để muốn giác ngộ và giải thoát, hãy cố gắng tìm cho được một vị đạt được bí mật thiền tông, thì vị này sẽ chỉ rõ cho mình. Ông Lê Long Thành lại hỏi nữa, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ có dạy, các ông không chịu tìm công đức để nuôi lớn pháp thân, mà cứ lo tìm phước đức. Phước đức của các ông dù có nhiều như núi, khi mất thân này cũng không giúp cho các ông ra khỏi sanh tử luân hồi được. Câu dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng chúng tôi không hiểu rõ nghĩa, vậy trưởng ban giải thích tường tận cho chúng tôi hiểu, xin cảm ơn. Trưởng ban giải, câu dạy này của Đức Lục Tổ là ngài muốn nói lại câu chuyện mà vua Lương Võ Đế trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma như sau. Trẫm một đời cất nhiều chùa và giúp rất nhiều vị tăng tu hành có công đức chi chăng?
Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: Thật tình bệ hạ không có công đức chi cả. Trưởng ban nói: Vua Lương Võ Đế là một vị vua không hiểu công đức là gì và phước đức là sao, nên nhà vua lo cất chùa cho thật to, thật nhiều và giúp cho càng nhiều người tu càng tốt. Việc làm của nhà vua bị hai cái lỗi. Thứ nhất, cất nhiều chùa để tạo cho thật nhiều phước đức, để các đời sau lên làm vua, làm chúa nữa, hay giàu sang nhất trong thiên hạ. Nói đến giác ngộ, nhà vua không biết, chớ nói chi là giải thoát. Thứ hai, nhà vua giúp thật nhiều người tu hành. Phần này Đức Phật có dạy rõ ba phần. Phần một, bất cứ ai có điều kiện giúp cho người khác tu tập mà người đó biết được chánh pháp của Như Lai dạy, vị tu tập này nhận ra được Phật tánh của chính mình và sống với Phật tánh ấy, thì người giúp được công đức vô lượng. Phần hai, bất cứ ai có điều kiện giúp cho người khác tu hành, khi người đó được thành tựu thì người giúp có phước đức rất nhiều. Phần thứ ba, bất cứ ai có điều kiện giúp cho người khác tu mà đưa mê tín dị đoan vào trong nhà của Như Lai, thì người giúp cho người tu đó bị liên lụy theo việc làm mê tín của họ. Nếu người tu này lường gạt 10 người thì người giúp phải chia phân nửa. Trưởng ban giải phần công đức và phước đức Đức Phật giải thích như sau. Một, phần công đức Đức Phật ví như người đó tạo ra được khối vàng ròng vậy. Khối vàng ròng này nó đi theo người tạo ra nó suốt dòng đời. Khi nào người đó vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, khối công đức này biến là pháp thân thanh tịnh, còn lớn hay nhỏ là do số công đức của người đó tạo ra. Hai, phần phước đức Đức Phật ví như người đó tạo ra được một số tiền bằng giấy vậy. Số tiền bằng giấy này nếu người tạo ra không cẩn thận bị lửa đốt sẽ cháy hết. Đức Phật dạy, công đức và phước đức, người tu theo đạo của Như Lai phải hiểu cho thật rõ hai chỗ này. Còn không biết mà làm gì cũng nói là có công đức thì bị quả báo rất nặng nề đó. Đức Lục Tổ Huệ Năng không phải Ngài dạy phần công đức và phước đức này, mà Ngài chỉ lặp lại lời của Đức Phật dạy trong huyền ký của Đức Phật mà thôi. Ông Lê Long Thành nghe trưởng ban trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban.